Hiện tại công việc của Nga là người dẫn chương trình MC. Và với nhiệt huyết, với đam mê tuổi trẻ thì Nga rất là thích việc mình đi đến nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất và chinh phục những nơi đó. Nhưng mà ngày hôm nay, ngay tại sân khấu của Tần Số Tình Yêu thì nơi mà Nga muốn chinh phục đó chính là trái tim của hai anh bên dưới. Đó chính là trái tim của hai anh bên dưới. Chí nhân chí nghĩa nè, hai anh có biết tử tế là gì không? Tử tế tức là không để một người xinh đẹp như em phải ế đó. Nhấn vào phần tin nhắn. Toàn tổng đài không hả? Đa số công việc của em á thì các khách hàng thì liên hệ qua Facebook hoặc là mail hoặc là gọi điện, cho nên là rất là ít việc nhắn tin. Phải xóa không được, muốn mình xóa giùm cho. Muốn mình xóa giùm cho. Sẵn sàng quá đơn giản. Tại vì mình sợ nhiều quá rồi, nhiều khi tin nhắn của mình á đến thì bạn không thấy được. Vậy cho em hỏi là mẫu bạn gái lý tưởng của hai anh luôn đó có khác nhau không? Mẫu bạn gái của Nhân thì cao 1m6, là vừa năng động, thích đi du lịch, thích nghe nhạc, xem phim không anh? Có chứ. Nói chung là năng động là gì cũng thích rồi. Em cũng năng động lắm, em cũng gọi là cũng hộp lắm á. Cũng đủ tiêu chuẩn lắm á. Dễ thương. Mà đặc biệt là mình rất là thích con gái biết nấu ăn. Em biết nấu ăn mà nấu mấy món nấu cơm vậy, luộc trứng rồi luộc rau vậy thôi. Vậy cũng được rồi, biết nấu cơm là được rồi. Thường thường thì trong nhà em là người nấu ăn. Tại vì em nấu ăn rất là ngon. Xuất sắc, được có một điểm cộng rồi đó. Dạ. Bạn nấu ngon nhất là món gì? Món gì mà anh thích là em cũng có thể nấu ngon được hết. Món gì mà anh thích là em cũng có thể nấu ngon được hết. Chúng con đâu sẽ thấy được một thương nhà. Anh thích ăn món gì nhất? Anh Tinh Nhân thì anh thích ăn món gà chiên nướng mắm, món canh rau má, món gà kho xả, nói chung gì về gà là anh thích. Nhà nội em có nguyên một đàn gà to chà bá luôn. Trời ơi, quá tiện lợi luôn. Thả luôn hen đó. Rồi còn bạn Trí Nghĩa. Anh Tinh Nghĩa thì nói chung là em nấu gì anh cũng ăn hết. Đó là tình cảm của em dành cho anh mà. Nấu món gì cũng anh cũng cảm thấy ngon. Chịu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc. Chịu. Tần Số Tình Yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.